Minasan, konnichiwa. Vâng, xin chào các bạn, rất vui vì được gặp các bạn trong series video đọc hiểu N5 Và mình xin tự giới thiệu mình là Nghĩa của Dũng Modi Vâng thưa các bạn, mình xin chia sẻ qua một chút về video phần đọc hiểu trong N5 này à, Thực ra thì cái phần đọc hiểu này, nó chính là phần đọc hiểu trong quyển Topic của giáo trình Minano Nihongo ở N5 và N4 Vậy thì mục đích của series video đọc hiểu này là gì? Thứ nhất, đó là mình muốn cùng luyện phần đọc hiểu với cả các bạn Để làm gì ạ? Để thứ nhất đó là chúng ta cùng nhau ôn lại phần từ vựng, tiếp đến là ngữ pháp và cuối cùng là mình muốn cùng với các bạn à, chúng ta luyện cái cách dịch trong tiếng Nhật nó như thế nào. Video đọc hiểu đầu tiên đó là bài số 6. Vâng, chủ đề của bài số 6 ngày hôm nay đó là Ohanami. À, các bạn cùng đọc theo mình nhé Ohanami. Ohanami là gì các bạn nhỉ? Ohanami là ngắm hoa anh đào, ngắm hoa Sakura ở bên Nhật đúng không ạ? Vâng và chúng ta cùng nhau đi vào nội dung chính của bài đọc hiểu này ạ. Vâng, trước tiên thì uh, các bạn cùng đọc qua một lượt với cả mình nhé. <laughs> Ohanami oh, o shimasho. Ohanami oh, o shimasho. Uh, các bạn uh, đọc theo mình và các bạn cũng chú ý cái cách phát âm trong tiếng Nhật của mình nhé. Hey, eh, Nara no Yoshino Yama e ikimasen ka? Nara no Yoshino Yama e ikimasen ka? 吉野山でお花見をします。吉野山でお花見をします電車とロープウェイで行きます。吉野山で昼ごはんを食べます。桜の写真を撮りましょう。皆さん、一緒に行きましょう。 皆さん、一緒に行きましょう。はい。いつ、4月18日土曜日、どこで、安倍の橋駅で、午前7時30分に会います。いくら、2550円、電車、 ロープウェイ持ち物、弁、持ち物、お弁当、飲み物。申し込み、田中、ないら電話番号、電話番号、194-0873。雨、 Đây là biểu tượng mưa đúng không ạ? Ame ikimase Vâng thưa các bạn thì đó là nội dung của bài đọc hiểu Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch từng câu Và các bạn chú ý cái cách dịch trong tiếng Nhật nó như thế nào nhé Trước tiên câu số 1 đó là gì ạ? Ohanami o shimashou à, Trước tiên thì mình xin nhắc các bạn đó là À, dịch trong tiếng nhật đấy các bạn ạ thường uh, trong tiếng nhật người ta thường lược bỏ cái chủ ngữ đi không nói rõ ra và trong trường hợp mà không có chủ ngữ thì các bạn có thể hiểu đó là watashi hoặc là watashi tức là tôi và chúng tôi hay là chúng ta được chưa ạ vâng thứ nhất là ohanami là, là đi ngắm hoa anh đào đây là một cái bản thông báo về uh, đi ngắm hoa anh đào đúng không ạ vâng câu đầu tiên đó là Ohanami o Shimasho Và các bạn chú ý cho mình là Khi dịch sang tiếng Việt thì bao giờ mình cũng dịch từ Từ bên phải sang bên trái Đúng không ạ? Đấy, trước tiên là Shimasho, ừ. Các bạn còn nhớ cấu trúc Shimasho không ạ? Shimasho là cùng nhau làm một điều gì đó Đúng không ạ? Shimashou Đấy, Ohanami o Shimasho là gì ạ? Là chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào Đúng không ạ? Cùng nhau đi ngắm hoa anh đào Ê, câu số 2 Nara no Yoshino yama e ikimasen ka Vâng, các bạn còn nhớ cấu trúc về masen ka Về ka là gì nhỉ các bạn nhỉ? Tức là khi mà chúng ta rủ ai đó làm điều gì Đúng không ạ? Vậy thì câu này dịch như nào nhỉ? Các bạn có cùng đi đến núi ừ. Cùng đi đến núi Yoshino Ở Nara Không ạ ừ. Các bạn có cùng đi đến núi Yoshino ở Nara không? Nara là tên một địa danh đúng không ạ? Vâng tiếp theo Yoshino yama de Ohanami oh shimasu Tức là gì ạ? Ngắm hoa, ngắm hoa anh đào ở ở núi gì ạ? ở núi Yoshino. Ngắm hoa anh đào ở núi Yoshino. Densha to ropeway de ikimas. Câu này dịch như nào ạ? Ikimas là gì ạ? Ikimas là đi, chúng ta đã học động từ ikimas rồi đúng không ạ? Vâng, và đi bằng phương tiện gì thì bao giờ cũng là phương tiện cộng với trợ từ đệ và động từ ikimas đúng không ạ? Và chúng ta cùng dịch câu này nhá. Đi bằng bằng gì ạ? Đen xạ là gì ạ? Đen xạ là là xe điện và lốp tư Đây là một từ tiếng Anh đúng không ạ? Lốp tư là là cáp treo đúng không ạ? Đi bằng tàu điện và tố là và đúng không ạ? Và lốp tư là cáp treo. Yoshinoyama de hiru gohan Vâng, chúng ta lại dịch từ cuối câu phải không các bạn ạ? Hay Tabemas là gì các bạn nhỉ? Tabemas chúng ta đã học rồi là động từ ăn đúng không ạ? Ăn thì nó đi kèm với cả trợ từ ố ăn cái gì đúng không ạ? Và trong này tân ngữ là gì ạ? Ờ, à, hiru gohan", đúng không ạ? Hiru gohan là gì? Là cơm trưa đúng không ạ? Ăn cơm trưa ở ừ, ở đâu ạ? Ở núi Yoshino. Và tiếp theo, ừ. Sakura no shashin o torimasho. Vâng, chúng ta lại gặp lại à, cấu trúc câu vemasho đúng không ạ? Vemashow là cùng nhau làm điều gì đó đúng không ạ? Shashin là gì ạ? Shashin là ảnh đúng không ạ? Chụp ảnh sẽ là shashin o torimasu. chưa Và ảnh gì ạ? Ảnh gì? Ảnh hoa sakura no shashin đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau chụp ảnh Chúng ta cùng nhau chụp ảnh, ảnh gì ạ? À? Ảnh hoa anh đào, đúng không ạ? Và cuối cùng là <laughs> ừ, Lại là một cấu trúc về mặt đúng không ạ? Các bạn, chúng ta cùng nhau đi thôi, đúng không ạ? <laughs> chúng ta cùng nhau đi thôi Vâng, và cuối cùng là gì ạ? Đây là cụ thể địa điểm và thời gian của buổi đi ngắm hoa anh đào, đúng không ạ? Trước hết là các bạn chú ý phần bên trái này nó là gì ạ? Ít sự là gì các bạn? Ít sự là bao giờ, đúng không ạ? Tức là thời gian đấy, đúng không ạ? Và doko de, doko de là địa điểm ở đâu? Ikura, ikura là giá tiền, đúng không ạ? Là giá tiền và mochimono, ừ, chúng ta có động từ mochimas là cầm, đúng không ạ? Mono là đồ vật và từ ghép của nó mochimono tức là đồ đạc mà các bạn đem theo hoặc là đồ vật mà các bạn đem theo và Moskomi à, Sau này các bạn sẽ học động từ Moskomimas Moskomimas nó là đăng ký Và trong trường hợp này danh từ của nó là Moskomi Đúng không ạ? Moskomi là đăng ký Và cuối cùng phần này là Ame Thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Vâng trước tiên là ít sự là thời gian là lúc nào đúng không ạ? Shigatsu 月18日土曜日 Tháng tư vào ngày 18 và hôm đó là vào thứ bảy đúng không ạ? Các bạn chú ý cho mình nhé ở trong tiếng Nhật ấy, ngày tháng thì họ nói ngược với cả tiếng Việt của chúng ta, bao giờ cũng là năm trước rồi đến tháng và đến ngày các bạn ạ. Và họ rất là tỉ mỉ đúng không ạ? À, bao giờ họ cũng uh, ghi chú xem là ngày hôm đấy là ngày thứ mấy để cho các bạn tránh bị nhầm lẫn. Tiếp đến là doko de tức là địa điểm đúng không ạ? Địa điểm trong này có một câu thế nên là chúng ta lại dịch từ cuối câu. Được chưa? Hãy i must là gì các bạn nhỉ? I must là gặp gặp ai đó ở đâu thì địa điểm vẫn là chợ từ đế. Nhưng mà trong trường hợp này ừ. cái chủ ngữ bị lược bỏ đi, thế nên là chúng ta chỉ cần dịch là gặp ở đâu thôi ạ. À. Hay I must gặp gặp vào lúc mấy giờ ạ? Shichiji Sanjup là 7 giờ ba mươi rưỡi đúng không ạ? Và cái này là thời gian Gozen rèn là buổi sáng, địa điểm là ở ga gì ạ? À? Ga Abeno Bashi đúng không ạ? Gặp nhau vào lúc 7 rưỡi sáng ở ga Abeno Bashi. Vâng, tiếp theo đó là Ikuda. Ikuda là phí tham gia của các bạn đúng không ạ? Vâng, các bạn nhìn vào đây, chúng ta cùng nhau ôn lại cách đọc về số tiền. Đây. Nise Gohek Goju Và trong này thì người ta có ghi chú thích đúng không ạ? Tức là chúng ta đi phương tiện gì? Hay Densha. À, lô pư về à, vừa xong chúng ta đã dịch rồi đúng không ạ? Đen là tàu điện và lô pư về là là cáp treo đúng không ạ? Phí phải đóng đó là 2.550 yên đúng không ạ? Tiếp theo đó là mochimono là đồ vật mà chúng ta sẽ đem theo đó là gì ạ? Đó là obento nomimono. Obento là gì các bạn nhỉ? Obento là là cơm hộp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mang theo cơm hộp. Cơm hộp của Nhật là rất là ngon, đúng không các bạn ạ? Và nomimono, ừ, nomimono là, là đồ uống đúng không ạ? Và cuối cùng, moshikomi, đăng ký. Đăng ký thì liên lạc với cả ai ạ? Liên lạc với cả anh Tanaka, đúng không? Tanaka-san. Và số điện thoại của Tanaka-san ở đây lại có số, nên chúng ta lại cùng nhau ôn lại cách đọc số nhé. À, bởi vì đây là bài số 6 thì uh, các bạn uh, cũng vừa mới học uh, xong bảng chữ cái cách đây không lâu Thế nên chắc là một số bạn ừ. nhìn vào đây vẫn chưa nhớ được cách đọc chữ đúng không ạ? Thế nên uh, qua video này chúng ta cùng nhau ôn lại cách đọc các bạn nhé Đấy, Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc số này Dewa ừ. Bango là số điện thoại đúng không ạ? Ừ. Điện bang của là số điện thoại đúng không các bạn ạ? À, và chúng ta cùng nhau luyện đọc số điện thoại nhé. Ichi ừ. Q ừ. Ờ Chỗ gạch này thì chúng ta sẽ đọc là no được chưa? Để phân biệt cái mã vùng của nó đúng không ạ? Zero Hachi Nana San. Và cuối cùng là. Vâng, ame là mưa. Vâng, trong trường hợp mưa thì làm sao các bạn nhỉ? Mưa thì ikimasen tức là không đi và buổi ngắm hoa anh đào hôm đó sẽ bị hoãn lại đúng không các bạn ạ vâng thưa các bạn thì đó là toàn bộ nội dung của bài đọc hiểu số 6 các bạn thấy bài đọc hiểu này có khó không ạ nếu các bạn có thắc mắc hay câu hỏi gì các bạn cứ comment ở phía dưới mình sẽ trả lời và giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video đọc hiểu sắp tới xin chào Hãy